Con này là con bật lửa cối của Pháp nha anh, hàng của Pháp, chất liệu là đồng khối, hàng của Pháp chứ không phải là ba cái đồ nhái, ba cái đồ tào lao. Con này chuẩn cổ ha, hàng thế chiến thứ nhất. Thế chiến thứ nhất là hàng gần 100 tuổi rồi, 100 tuổi, hơn 100 tuổi rồi nha. Hoa văn lập thể nè, đó, hoa văn lập thể là hoa văn của nó nè. Cối thì mình biết kích cỡ của nó rồi, đây kích cỡ so với cái thuốc ha. Cối thì biết kích cỡ của nó rồi. Cái này hồi xưa ông bà mình á xài xài anh mấy anh thấy là ông bà mình xài bằng 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 dầu hôi á. Bây giờ mình có xăng Zippo, mình xài xăng Zippo, còn ở quê anh nào không có xăng Zippo thì xài bằng dầu hôi ha. Đây hoa văn của nó, hoa văn lập thể nổi trên thân. Đó, dập nổi trên thân nha. Đó, dập nổi trên thân luôn chứ không phải cắt laser đâu nha. Đó. Hàng này là hàng thủ công, nó là 100 tuổi rồi cho nên là mấy anh đừng có đòi. Em ơi, mọc ở đâu mà em biết thằng Pháp? Cái này Pháp là phải biết bánh xe nha, nhìn bánh xe là biết thằng Pháp. Đây. Cái bánh xe của thằng Pháp nó rất là chắc và nó rất là bén. Dù 100 tuổi rồi nhưng mà rất là bén. Đó, lửa nó 10 lên 10 luôn, rất là bén. Nó làm bằng chất liệu thép gì á, giống như là nó làm cái chất liệu của nó rất là tốt. Giống như nó làm đường ray xe lửa cho mình á, mình xài tới bây giờ vẫn tốt mà. Mình làm lại thì không 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 bằng cái đường ray cũ của nó ha. Đó, tới giờ mình vẫn xài đồ của nó. 100 tuổi rồi thấy chưa? Lửa 10 lên 10 ha. Cái chất liệu thép của nó rất là tốt. Nhìn vô một cái mình dân chơi đồ cổ nhìn vô một cái là biết cái bánh xe của nó, là nhìn là biết thằng Pháp liền. Chứ đòi đòi mọc đòi chữ là không có đâu, hàng người ta làm thủ công thì làm gì có mọc có chữ, đúng không? Đó. Cái này ha, giá trị sưu tập rất là cao, để rút ruột cho mình coi luôn. À, giá trị sưu tập rất là cao ha. Chứ mà mấy anh tặng cho sếp hoặc tặng cho mà mấy người lớn lớn tuổi người ta thích lắm luôn á. Người ta thích thích lắm luôn, thích lắm luôn á, ta ôn lại kỷ niệm hồi xưa của người ta ha. Đó. Hàng xưa 100 tuổi rồi cho nên nó có cấn móp vài chỗ thì cũng không có đáng kể đâu nha. Mình 100 tuổi mình còn sống không? Mà mình đòi là nó như cái quẹt đồ vật 100 tuổi mà còn nó nhìn là biết cũng cổ rồi ha. Đáng đồng tiền bát gạo nha, chứ không phải là đi mua ba cái đồ China tào lao. Đừng có so sánh hàng của em với hàng của người ta, đừng có anh nào so sánh em với người ta. Em người ta là người ta, em không có bán ba cái đồ tào lao đâu nên đừng so sánh với em.